một làng quê thuần nông, nhờ phát triển du lịch cộng đồng, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều này đã trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Với khung cảnh thiên nhiên thanh bình cùng các hoạt động trải nghiệm đặc trưng gắn với đời sống văn hóa, lao động sản xuất của chính người dân địa phương, mỗi năm Yên Đức thu hút khoảng 30.000 lượt khách du lịch, chủ yếu là khách châu Âu. Mặc dù hiện nay thị trường khách quốc tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, khu du lịch làng quê Yên Đức vẫn đều đặn đón những đoàn khách du lịch nội địa nhờ chủ động đổi mới hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng đối tượng khách. Có thể thấy giá trị văn hóa đặc trưng truyền thống của người Việt luôn có những sức hấp dẫn đặc biệt với mọi du khách. Lần đầu tiên tôi được học làm chổi này, được học cả hát chèo nữa, thì tôi cảm thấy là rất là thú vị và hiểu hơn về cuộc sống này, lao động của cha mẹ mình, ông bà mình thời xưa, và cảm thấy yêu quê hương mình hơn, yêu đất nước mình hơn. Chúng tôi luôn tích cực như là kết hợp với chính quyền cùng với người dân tại địa phương để giữ gìn bản sắc văn hóa, cải thiện môi trường cảnh quan và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời chúng tôi luôn xây dựng ra nhiều tour tuyến mới để tạo ra những cái sản phẩm về dịch vụ, trải nghiệm, về cộng đồng bền vững tại địa phương. Không chỉ Yên Đức, nhiều mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực như mô hình hợp tác xã Vạn Trài Hạ Long trên vịnh Hạ Long, du lịch sinh thái cộng đồng đảo Quan Lạn Vân Đồn. Với lợi thế tài nguyên du lịch phong phú, điều kiện tự nhiên văn hóa đa dạng, nhiều địa phương cũng đang hướng tới phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Để làm được điều này, cần có định hướng phát triển tương xứng với tiềm năng, đảm bảo các điều kiện hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, môi trường sinh thái, sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu khám phá của du khách. Quan trọng hơn cả là ý thức tham gia của cộng đồng dân cư địa phương. Trong phát triển du lịch cộng đồng ấy, thì nó sẽ có một chuỗi hợp tác giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Trong đấy thì nhà nước mang tính định hướng, còn doanh nghiệp sẽ quảng bá cho Bình Liêu và dẫn khách tour đến Bình Liêu. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất là cái người dân ở trong cái chuỗi, người dân sẽ là người cung ứng sản phẩm du lịch cộng đồng. Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được xây dựng nhằm đưa loại hình du lịch này phát triển theo hướng đa dạng và chuyên nghiệp, có những sản phẩm đặc thù, đặc trưng riêng. Giai đoạn đầu, tỉnh lựa chọn 9 điểm du lịch tiềm năng để hỗ trợ phát triển đột phá như xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu. Đây sẽ là hình mẫu để phát triển mở rộng ra gần 30 điểm du lịch khác trong toàn tỉnh. Các chính sách cụ thể hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch, đào tạo nhân lực và xúc tiến quảng bá du lịch cũng được đề xuất trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Với tổng kinh phí 76,5 tỷ đồng, nếu được thông qua, những chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo sức bật cho du lịch cộng đồng Quảng Ninh phát triển. Tham mưu cho tỉnh ra cái cơ chế chính sách này là một cái hướng đi đúng cho du lịch Quảng Ninh. Và chúng tôi thấy rằng cái lộ trình mà tỉnh xác định cho 5 năm 2020 đến 2025 để có những cơ chế chính sách đủ mạnh để phát triển du lịch cộng đồng, làm sao đấy phát huy được cái lợi thế du lịch cộng đồng Quảng Ninh trong 4 cái dòng sản phẩm. Và đồng thời là chúng ta quan tâm đến đời sống của người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo. Để du lịch cộng đồng phát triển, cần giữ nguyên gốc giá trị cốt lõi của cộng đồng, đó là văn hóa bản địa. Và người dân phải được hưởng lợi trực tiếp. Từ đó góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.